Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, không phải ai cũng gặp được may mắn và thành công trong kinh doanh ngay từ bước đầu. Để có thể kinh doanh thu được lợi nhuận cao nhất, các nhà kinh doanh không chỉ cần làm việc chăm chỉ mà còn cần phải trau dồi những kỹ năng mềm, học hỏi những bí quyết kinh doanh mà không phải ai cũng biết. Song song với đó, chắc chắn là sự quyết đoán nắm bắt thời cơ để phát triển lĩnh vực kinh doanh của mình với các ý tưởng táo bạo, hợp xu thế. Và đây chính là câu chuyện của tập đoàn FLC khi quyết định mở thêm một nhánh con hoàn toàn mới mẻ đối với hướng đi của doanh nghiệp từ trước tới nay, bán vàng và trang sức. Hơn nữa, trong tương lai, FLC cũng sẽ bán thêm cả mỹ phẩm, nước hoa, quà tặng, phụ kiện, cùng với phân khúc cao cấp. Đây quả là một chiến lược độc đáo khi chúng ta quen thuộc với FLC trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, hàng không. Vậy tại sao tỷ phú Trịnh Văn Quyết lại lựa chọn hướng đi mới này? Và đằng sau chiến lược phát triển kinh doanh của FLC, bí quyết mở rộng kinh doanh mà bất cứ ai cũng cần có để phát triển sự nghiệp của bản thân là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu xem thực hư cụ thể của việc tập đoàn FLC quyết định lấn sân sang mảng trang sức, đá quý là như thế nào nhé! Theo thông tin từ tập đoàn FLC, tập đoàn này sắp cho ra mắt thương hiệu FGC trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý, trang sức và quà tặng cao cấp. Thương hiệu này thuộc công ty con của FLC là công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý FLC. Được biết, từ tháng 1 năm 2018, Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC đã ra nghị quyết thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý FLC. Đây là công ty có số vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Với ngành nghề kinh doanh là kinh doanh vàng, sản xuất đồ kim hoàn và các ngành nghề liên quan. FLC cho biết sở dĩ công ty lấn sân sang mảng vàng, trang sức đá quý là do thế mạnh trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản đã được triển khai nhiều năm qua tại FLC. Không chỉ định hướng phát triển trong lĩnh vực chế tác, sản xuất, kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý, FGC trong tương lai sẽ mở rộng cung cấp các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, quà tặng, phụ kiện thuộc phân khúc cao cấp. Theo kế hoạch bước đầu của FLC, các showroom FGC sẽ phủ sóng trên toàn bộ hệ thống quần thể du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị phức hợp của tập đoàn FLC tại nhiều tỉnh như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, vân vân. Showroom đầu tiên của FGC dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong tháng 1 năm 2022 tại trung tâm thương mại tòa nhà Bamboo Elway Tower, với mục tiêu hình thành một trung tâm kim hoàn quy mô lớn tại thủ đô. Được biết, FGC đã hoàn tất về cơ bản các công đoạn thi công và thiết kế. FGC đặt kế hoạch sẽ mở rộng mạng lưới, phát triển hệ thống tại các đô thị lớn. Cũng trong tháng 1, công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động cũng thông báo ra mắt thành viên mới trong đại gia đình bán lẻ của mình. Chuỗi trang sức AVAGE. Chuỗi trang sức này được Thế Giới Di Động mở từ tháng 11 năm 2021 với tên ban đầu là Blue G. AVAGE chuyên bán trang sức. Tuy nhiên, sản phẩm của chuỗi này không thuần trang sức vàng bạc như PNJ mà còn có mắt kính, đồng hồ. Hai mảng sản phẩm phát triển khá tốt của chuỗi Thế Giới Di Động. Vậy vì sao FLC lại hối hả lấn sân sang ngành trang sức đến vậy? Trong báo cáo phân tích hồi cuối tháng 11 năm 2021 về PNJ, công ty chứng khoán BIDV, BSC đánh giá kết quả kinh doanh của công ty này có triển vọng khả quan trong năm 2022 với trang sức bán lẻ sẽ là động lực tăng trưởng chính. BSC tin rằng ngành bán lẻ trang sức dự kiến phục hồi theo mô hình chữ K. Sau dịch khi nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ không đủ năng lực tài chính buộc phải từ bỏ thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có quy mô lớn và tiềm lực tài chính vững mạnh mở rộng thị trường. Ngoài ra, quy mô ngành này dự kiến dần phục hồi và mở rộng nhờ xu hướng tiêu dùng trả thù sau dịch và việc hoãn tổ chức các sự kiện quan trọng trong năm 2021 như cưới hỏi. Kỳ vọng sẽ được triển khai trong năm 2022-2023. Một yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng là thu nhập khả dụng phục hồi cùng với tầng lớp trung lưu tăng lên trong dài hạn. Xét về mặt số liệu kinh doanh, Doanh thu của PNJ mặc dù chưa đại diện cho toàn ngành nhưng cũng phần nào chỉ ra xu hướng chung. Theo đó, quý 1 thường là quãng thời gian công ty này có doanh thu cao nhất năm. Đây là quý người dân thường có nhu cầu chi tiêu cho trang sức nhiều nhân dịp Tết, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, ngày lễ quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày vía thần tài khi người dân có xu hướng mua vàng cũng rơi vào quãng thời gian quý 1 hàng năm. Với tất cả những tiềm năng từ việc kinh doanh trang sức đá quý như vậy, quyết định lấn sân sang ngành này của ông lớn FLC cũng hoàn toàn hợp lý, đúng không các bạn? Việc một tập đoàn lớn muốn phủ kín thương hiệu của mình trên mọi mặt trận là điều dễ hiểu. Và để thành công ở mọi lĩnh vực thì đều cần có bí quyết các bạn ạ. Trước đó, bí quyết tạo nên thành công cho doanh nghiệp khi mở rộng kinh doanh sẽ là bí mật mà ai cũng cần tới để thuận lợi lấn sân sang lĩnh vực mới. Mở rộng kinh doanh là đón lấy cơ hội và cũng là đương đầu với nhiều thử thách. Đây là bước ngoặt mở ra chương mới cho hành trình chinh phục thị trường của doanh nghiệp. Mở rộng kinh doanh đồng nghĩa là nguồn lực vận hành cần phải tăng lên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh hơn. Vì vậy, để chiến dịch mở rộng được thành công, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị thật chú đáo. Bước 1. Xác định rõ mục tiêu của việc mở rộng kinh doanh. Bạn đừng để chiến lược kinh doanh bị lan man, dẫn đến kém hiệu quả. Có rất nhiều mục tiêu khi mở rộng kinh doanh, nhưng hãy chọn đích đến giá trị nhất để theo đuổi. Nếu mục tiêu là nhận diện thương hiệu và xây dựng uy tín, thì chiến lược quảng bá sẽ hoàn toàn khác biệt với mục tiêu gia tăng kinh doanh. Mục tiêu khác nhau sẽ thu lại hiệu quả khác nhau và trong giai đoạn đầu mở rộng, rất khó để đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc. Thị trường là nơi đòi hỏi sản phẩm, thúc đẩy sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm và cũng có thể đào thải sản phẩm. Vì thế, doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Hãy trả lời những câu hỏi. Thị trường có đang thật sự dư cầu thiếu cung hay không? Có đang đòi hỏi giải pháp phù hợp hơn hay không? Đồng thời, dựa trên những số liệu có thể đo lường và dự đoán, hãy vạch ra chiến lược mở rộng kinh doanh an toàn nhất. Bạn hướng đến mục tiêu cung cấp giải pháp mà đối tượng tiềm năng đang thật sự đòi hỏi, mang đến cho thị trường những giá trị thực tiễn khác biệt. Bước 2. Đi theo công thức thành công trước đó. Doanh nghiệp chỉ nên mở rộng kinh doanh khi mô hình hiện tại có hiệu quả. Và cũng vì thế mà hầu hết doanh nghiệp đều sở hữu một công thức thành công nào đó. Trước hết, hãy thống kê để tìm ra mấu chốt đã dẫn đến thành công hiện tại và áp dụng cho vùng đất mới. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chuẩn bị, công sức gây dựng và nhanh chóng đi vào guồng máy kinh doanh hơn. Bước 3. Biến đổi phù hợp với sân chơi mới. Thị trường luôn biến đổi và xuất hiện thêm nhiều nhu cầu. Nếu doanh nghiệp đã vững chãi tại lĩnh vực hiện tại, hoàn toàn có thể thử sức ở vùng đất mới hơn. Khi sản phẩm cũ đã được thị trường đón nhận, đây sẽ là lợi thế rất lớn vì uy tín của doanh nghiệp sẽ tạo nên bệ phóng mạnh hơn cho các sản phẩm tiếp theo. Đối với những doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh, chiến lược và quy trình cần thay đổi theo yêu cầu của miền đất mới. Mỗi đối tượng khách hàng đều mang một tư duy khác nhau, cách tiếp cận sản phẩm cũng khác nhau. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên có quy trình vận hành linh hoạt để có thể nhanh chóng tùy biến theo phản hồi của thị trường. Bước 4. Quản lý dòng tiền hiệu quả. Để mở rộng kinh doanh, doanh nghiệp cần gia tăng nguồn lực, nghĩa là cũng tăng thêm chi phí. Chủ doanh nghiệp cần có kế hoạch dự trù dòng vốn trước khi tiến hành. Đồng thời, cây cao thì gặp gió lớn. Bên cạnh những cơ hội phát triển vượt bậc mà chiến dịch mở rộng kinh doanh mang lại, doanh nghiệp cần đối mặt với nhiều thách thức hơn. Sẽ rất vội vàng nếu như chỉ sau 1 đến 2 tháng tăng trưởng mà doanh nghiệp tiến hành ngay chiến dịch mở rộng. Tỷ lệ tăng trưởng chỉ phản ánh một phần cho tiềm lực tài chính. Dòng tiền là máu nuôi doanh nghiệp, cũng là công cụ để thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cần tỉnh táo xem xét hệ số tăng trưởng này cần giữ vững trong bao lâu thì thật sự ổn định và đủ lợi nhuận để đầu tư cho kế hoạch mới. Vì thế, dòng tiền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công cho chiến dịch. Doanh nghiệp cần giữ vững lợi nhuận của nguồn thu cũ và tối ưu mọi thu chi. Đừng để việc mở rộng kinh doanh kéo theo quá nhiều chi phí không cần thiết. Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh thu cũng là cách để ổn định dòng tiền tài trợ cho chiến dịch mới. Bước 5. Mở rộng nhưng vẫn giữ vững văn hóa công ty. Việc mở rộng quy mô kinh doanh sẽ kèm theo gia tăng nhân sự và đôi khi có thể làm loãng văn hóa công ty. Nhà lãnh đạo nên đầu tư vào việc truyền thông văn hóa, giá trị, sứ mệnh của doanh nghiệp để xây dựng một đội ngũ đồng nhất. Doanh nghiệp nên tổ chức các cuộc họp định kỳ, thúc đẩy nhân sự cũ và mới, trao đổi, khích lệ lẫn nhau. Hoặc tổ chức những chuyến du lịch, dã ngoại, có hoạt động team building thật năng động để gắn kết đội nhóm. Bên cạnh đó, những buổi huấn luyện hàng tháng hoặc quý sẽ giúp nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp thêm động lực cho nhân sự. Chỉ có sự đồng nhất về tư duy mới giúp doanh nghiệp giữ vững văn hóa, từ đó thúc đẩy đội ngũ cùng chiến đấu vì mục tiêu cao nhất. Khi bước vào một thị trường mới, tất nhiên rủi ro là điều không tránh khỏi. Do đó, trước khi quyết định mạo hiểm vào một cơ sở khách hàng hoàn toàn mới, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thử nghiệm qua các ý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn biết chính xác nhu cầu người dùng và thị trường một cách chi tiết và cụ thể nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.